Mới chỗ anh ba sống ra đây. Ủa sao này tới ba ống dữ ta? Là lau xong chứ không lau xong ống. À. Ống dưới á, còn cái ống đó là giữa hồ. Để ra ngoài sông luôn. Lau xong luôn. Cái ống đó thì người khác. Ống nhỏ nhỏ là ống hơi á. À, ống hơi. Ống hơi, ống hơi ống 90 phải không? Ống 90 không? 90. Còn ống kia. Kia 168. Làm dưới mà nước không vậy? Tên tô mấy tên này nè, xong bơm nước ra bới có đường nào ấy thì không xưa rồi, chừng nào làm chưa mới bơm để bảo tên nào làm chứ.